Thưa mọi người, đây là đạo diễn Việt Anh. Mọi người quay Việt Anh trước đi đã. Đó. Anh ơi, ta cho em đi mà. Vậy là hôm nay anh Việt Anh kêu mình đến từ 8 giờ tối và mình ngồi mình đợi cho đến bây giờ là 2 giờ đêm, là tổng cộng là 6 tiếng rồi. Vậy thì mọi người nghĩ là mình có nên làm gì với Việt Anh hay không? Có nên làm gì không? Mấy anh đây thay cho em đi mà. Em cũng đi với lại kiếm cơm thôi mà. Mấy anh thay cho em đi. Anh em ekip hôm nay ai làm việc cũng có tâm hết. Mình cũng cảm thấy mình may mắn vì cái điều đấy, vì được làm chung với tất cả anh em trong ekip. Cảm ơn mọi người rất nhiều lần. Khi nào mà mình ra sản phẩm thì mọi người nhớ ủng hộ mình. Thế thôi. Thứ hai mình quay rồi, anh đang có cảm nghĩ như thế nào? A few moments later. Anh không có cảm nghĩ. Anh cảm thấy mình đang làm tiến độ như thế nào, tốt không? One eternity later. Thôi rồi, cảm ơn anh.